phắc cà phê rồi prắc lang á đang tận nực khơi phắc cà phê muốn kì ngày khác phắc một đơn ngày khác phắc pì đơn ngày khác chua đơn bảy đơn tiền hai đang ngỏ tha có buôn để cái phắc cà phê của cái miên có buôn cái này bảo phắc có buôn á xuống rúa ai non chừng người tụng ông bà em châu không chỉ vật tiền vay cái mấy có tha bà này nãy không biết đó đấy giờ đang giấy cái này ông pì cà phắc cà phê tầm lọp mũi đã khó có buôn hay nẹp phắc cà phê bị chớn tay tại phơi chỉ bị chấm đòi ập đằng khuôn môn đi. រូវីដាជាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានប្រភពទឹកមកពីជួរភ្នំខេត្តកំពតនិងមានសារធាតុរ៉ែធម្មជាតិដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនីត្រីតជាដើមដែលជំនួយទៅដល់សុខភាពឆ្លងកាត់ការផលិតនិងវេចខ្ចប់ស្របទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិ ISO រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិទី1នៅកម្ពុជារូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព រីជីឡេនៃឯកទេសខាងអាហាររូបត្ថម្ភទឹកដោះគោម្សៅរបស់ប្រទេសបារាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនD ដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងការថែរក្សាឆ្អឹងជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតដែលអាចទទួលបានទាំងវ័យក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់រីជីឡេជារូបមន្តតែមួយគត់សម្រាប់ឆ្អឹងរឹងមាំ ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកម្មវិធីលីហើយស៊ីជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអឹមស៊ីលីហួយថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាអំពីការផឹកកាហ្វេម្ដងដែលសារខ្ញុំជឿថាមានហ្វេនជាច្រើនដែលគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេសូម្បីតែអេដមីនក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងកាហ្វេពីមុនខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនដែរទម្លាប់អាក្រក់មួយហ្នឹងគឺទម្លាប់ញ៉ាំកាហ្វេហើយ អត់ញ៉ាំបាយព្រឹកទម្លាប់ញ៉ាំកាហ្វេមុនញ៉ាំបាយព្រឹកអញ្ចឹងទោះបីជាយើងនឹងថានៅស្រុកខ្មែរវាអត់មានទិន្នន័យជាទូទៅទេថាមនុស្សប្រមាណលាននាក់ដែលកំពុងតែញ៉ាំកាហ្វេប៉ុន្តែបើយើងងាកមើលជុំវិញខ្លួនយើងគឺសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយដែលញ៉ាំកាហ្វេហើយអ្នកដែលញ៉ាំកាហ្វេភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែរំលងអាហារពេលព្រឹកអត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឬក៏ញ៉ាំមុនអាហារពេលព្រឹកដែលទម្លាប់មួយនេះគឺជាទម
hạt phô pi để ở bánh chè ta can nhâm cà phê muôn nhâm à ha bê bê vừa ao cầm rượu disco nó không chim lang chiên ha sẽ phải rồi nè muôn là hai tí muối cử để sang lại không riêng cay dương vì miếng protein mà dáng này miếng chúng ta Indonesian đại viết prap riêng cay dương ẩm pi bảy màn ăn xuyên lên đàm bay bằng cả hay vì chuối cao sẽ cao được bao dương ở chloi top dạng miếng và sẽ tiếp trong bữa ăn xuyên lên dương là pe đại dương từ lúa tập cà phê muôn dương nhâm bay nắng viết thua ao miếng cao bằng chân ăn xuyên lên tách chiên muốn viết thua ao cao sẽ cao bao dương nó ấp xây từ tu ban ăn xuyên lên để nó ao cầm rượu disco không chim can là hai cà phê in nắng vì ban cho từ riêng protein nên để nó xin nắng đại chia ở opacon chấm nuôi được cầm một nghi chát vây chui ao riêng cay nhất đang cầm đặt ăn xin đại dương trời cả chắc phật cà phê môn bài phật nắng với thưa ao riêng cay nhất bắt ở một nghi chát vây nắng ắt đang là luôn ánh cua và lần ăn xin nơi cầm đặt nà chắc đây cứ chỉ hạt phật đi mùi chấm lại hạt phật đi pì chiết cà phê in nền miên là không cà phê về ăn miên sản phẩm hiếp nó không cao bằng can o môn stress đôi chỉ cortisol rồi cỡ amphidibrin đây là không nó về ăn nuông ở chiết co rồi bao giờ nó không chiếm nó cao là chẳng hạn nó phải để chiết co chiếm cao lắm ăn sẽ lên bởi hiếm lệ chọc chẳng hạn mình kẹt ở dân nhằm cà phê môn là dân nhằm ở hà pê prắc rồi cỡ nhằm cà phê hai mình nhằm ở hà pê prắc nó tệ vấn tay như vậy mà đó cho nó nhắc mình mình lại thao bóng ôn chụp phật cà phê ta mình chẳng tệ tôi tự vâng mà xin dị bóng ôn mình bằng hà lời chết có rồi cỡ chẳng bằng ca khuôn ai mình ở mình bằng hà lời chết có không chi em đại bị bóng tư chi cho người tự nông bà em nó thằng nào cũng có tế bóng ôn thử tại đâm cơ buôn là không ca phật thử tại mình mà chỗ bay nó không ca phật cà phê đám ấy cũng ở khuôn ai mình bằng hà chẳng vì thế cứ như vậy bất lang muốn nằng bóng ôn nhâm cà phê mà keo cái đó pi keo cái đó bóng ôn thở tái nhâm ấy bằng tịch bằng tua chỉ muốn dần chỉ ăn hai bê bất đôi chỉ nằm tăng sờ sờ lấy đôi chỉ tật bỏ thì sập dương năng rồi có nhâm chỉ tay rồi có nhâm chỉ bộ ôn miên rồi có nhâm ăn hai bê bất ở ruột sẵn xâm nhâm cà phê tam cào ta bớt xâm chỉ ta là vốn khăn này là hồ đó là miên pe nhâm ăn hai bê bất đôi chỉ ở bay rồi có từ liên nằm tăng chỉ muốn nằm phải chơi anh nhâm té anh nhâm thầm là tắc chỉ muốn dân rồi có tay chỉ muốn dân chầm nhâm cà phê tam cào của bạn đài chắc vì chui ao cả chiết cà phê in để miên năng lượng cà phê nó việc tiếp ắt phở ở những nghi làng chiết score của phù hề chắc xong ông con bị cam bị thiết đi healthy chỉ muốn để những nhóm ông xì lì hôi ngày nay bà rất bị bóng ôn nở miên chẳng là
bằng thêm tiết comment ở khăn khó rồi chạm vào page Healthy Cambodia tiếp tốt như nên chúc nên video ra nên lượt page Healthy Cambodia cái địa chỉ YouTube channel đó bằng Healthy Cambodia. Thank you.